Vâng, gửi lời chào các bác. Hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác một cái dòng kéo mới nhất, một cái mẫu kéo mà lần đầu tiên em đưa lên kênh. Thì cũng rất nhiều bác gọi điện và đang hỏi tới cái mẫu kéo này. Thì hôm nay em sẽ gửi tới các bác dòng kéo 1m và 1m rưỡi, dành cho các bác cắt quả trên cao. Thì em sẽ đi chi tiết về cái mẫu này để các bác nhà mình được biết nhé. Thì cái mẫu kéo này này, cái mẫu đầu tiên đây là cái mẫu kéo 1m này các bác này. Cây kéo 1m nhé. Cái dòng này rất chi là hay và tiện lợi. Thì đối với bên cơ sở em thì có tất cả các dòng từ 3m, 4m, 5m. Và do yêu cầu là các bác gọi điện hỏi nhiều, thì hôm nay em về cái mẫu kéo 1m và 1m rưỡi để các bác được tham khảo. Đây các bác này, đây là cây 1m rưỡi nhé. Chất liệu của nó thì ống nhôm hợp kim. Tay cầm của nó bằng nhựa cao cấp nha các bác nhé. Đây này, tay cầm bằng nhựa cao cấp. Cái kéo này thì cái cố định của nó không có chiều rút ra nhé, cho nên là nó sẽ rất chi là khỏe đấy các bác ạ. Khi các bác mà cần sử dụng, các bác sẽ mở cái lẫy kéo này ra. Bên trong đây là nó có một cái dây trục này. Đấy, thì em đã mở được đầu cái kéo này ra rồi nhá. Cái kéo này thì nó rất chi là nhẹ nhàng, nhẹ lắm, mà đảm bảo là nó sẽ bền. Bởi vì nó không có lẫy rút, cho nên là nó sẽ chắc hơn ở tất cả những cái dòng kéo bình thường. Cái cây này 1m thôi nhá các bác nhá. Đấy, cây này 1m này. Em có cây 1m rưỡi là cây đầu tím này. Cây đây là phần kẹp quả nha các bác nhá. Đấy, còn đây là phần tỉa cành cho cành không rơi này. Thì với cái dòng kéo 1m này thì bên cơ sở em đang nhận ship trên toàn quốc nhé. Nó nhẹ lắm, nhẹ nhàng vô cùng. Và giá của nó lại rất chi là hợp lý các bác ạ. Đấy, ở cái dòng này thì em thì hàng mới về, em chưa xem chi tiết nó là bao nhiêu. Nếu như các bác mà quan tâm thực sự thì hãy alo trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295, và số điện thoại 0975 531 602. Đấy là số điện thoại chính của bên em chuyên cung cấp về tất cả những cái dòng kìm kéo cưa, những cái dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ hay. Đấy nhá, một chiếc kéo các bác chỉ cần như thế này. Em đây để em cầm một tay nhá, đã có thể cắt được rồi. Đấy. Rất chi là dễ sử dụng. Em cầm một tay nhá. Rất nhẹ nhàng đây này các bác này. 1m nhá các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý nó chỉ có 1m thôi và không rút. Bởi vì với cái dụng cụ này thì em thấy các bác vặt hồng xiêm này, các bác vặt quýt này, vặt những cái cây thấp là các bác rất chi là thích cái mẫu này. Đấy thì cũng nghiên cứu rất chi là nhiều. Thì hôm nay bên cơ sở em mới có cái mẫu này để gửi tới các bác. Giá rất chi là hợp lý nhá. Em nướt qua sổ thôi thì nó tầm trên 200 một cây. Đấy, còn các bác mà đang cần tham khảo cụ thể về cái mẫu này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới bên em, hoặc là để lại số điện thoại ở dưới video này. Em sẽ gọi lại để tư vấn các bác về cái mẫu kéo mới nhất lần đầu tiên em đưa lên kênh nhé các bác nhé. 1m rưỡi và 1m đấy các bác ạ. Không rút nha các bác nhé. Cố định luôn. Cho nên là cố định thì nó sẽ khỏe hơn là những cái dòng kéo rút. Tay cầm của nó là nhựa cao cấp các bác ạ. Dây trục đây. Cái dòng này thì các bác nào mà có la, vú sữa, những cái cây thấp thấp thì các bác sử dụng cái mẫu này. Vẫn kẹp quả, tỉa cành rơi trực tiếp, sử dụng rất chi là ok nhá. Đấy thì qua cái video ngắn này em cũng vừa chi tiết về hai cái mẫu kéo mới nhất bên em vừa mới về. Đấy, để quan tâm tới những cái dụng cụ khác nhau thì các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh nhá. Để mỗi một video em sẽ đăng tải một sản phẩm mới để các bác nhà mình được tham khảo trên cái video của bên cơ sở em về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm cây, làm nông nghiệp. Bên cơ sở em đều đầy đủ hết nhé. Rất nhiều sản phẩm hay. Thì video ngắn em xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác nhé.